nhiên và những cái nhìn âu yếm của các em, tất cả đã tạo thành một dấu ấn rất riêng của Tuệ Tâm. Để điểm lại những thành quả của nhà trường đã đạt trong năm học vừa qua, sau đây xin mời mẹ Nhung Phạm lên có đôi lời chia sẻ về năm học 2022-2023 vừa qua. Xin trân trọng kính mời mẹ Nhung. Mẹ Nhung xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Mẹ Nhung xin chào tất cả các con. Mẹ Nhung chào các con rất là to, nhưng mà mẹ Nhung chưa thấy các con chào lại mẹ nha. Bây giờ chúng mình, mẹ Nhung chào lại một lần nữa và chúng mình chào mẹ Nhung thật to nhé. Mẹ Nhung chào tất cả các con. Ôi, chào to quá. Mẹ cảm ơn. Có bạn nào muốn giao lưu với mẹ Nhung ngày hôm nay không? Bây giờ mẹ Nhung có một câu hỏi dành cho tất cả các con học sinh của mẹ rằng, khi các con đến học trường mầm non Tuệ Tâm, các con cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào nhỉ? Bạn nào giơ tay cho mẹ thêm nào?